Ngày 12 tháng 9, ông Lữ Văn Khởi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hướng Thọ Phú, thành phố Tân An, tỉnh Long An cho biết, chính quyền địa phương vừa mời làm việc đối với các hộ dân sống xung quanh khu vực hàng rào bảo vệ đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương về vấn đề cắt phá hàng rào cao tốc, đồng thời yêu cầu các hộ dân này viết cam kết không vi phạm. Theo ghi nhận, từ khi đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương ngừng thu phí, hàng rào bảo vệ tuyến cao tốc này bị người dân cắt phá, tạo lối lên xuống đường để buôn bán, đón xe khách và di chuyển lối tắt lên trạm dừng chân trên cao tốc, gây tiềm ẩn tai nạn giao thông trên tuyến đường này. Đoạn từ cầu Bắc qua sông Vàm Cỏ Đông, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, Long An đến xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang có hơn 100 điểm lớn, nhỏ hàng rào bị cắt phá. Nhiều đoạn bị tháo dỡ toàn bộ bu lông khiến khung hàng rào dài 2 mét bị ngã nghiêng, đây cũng là nơi người dân đổ rác thải. Tương tự, khu vực xã Tân Lý Tây, Tân Lý Đông, cầu vượt số 9 thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang cũng có rất nhiều vị trí hàng rào bị cắt phá. Các đoạn cầu cạn vượt sông Vàm Cỏ Đông, xã Thạnh Đức, Bến Lức và Vàm Cỏ Tây, xã Hướng Thọ Phú, thành phố Tân An, người dân chăn thả gia súc, gia cầm, trồng rau. Ra vào khu vực cấm, khu vực nguy hiểm, thậm chí nhiều người sử dụng hành lang bảo vệ cao tốc làm bãi chứa hàng hóa. Nghiêm trọng nhất là ở hai đầu đường dẫn trạm dừng nghỉ Châu Thành thuộc địa bàn xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, có trên 20 điểm hàng rào bị cắt phá, tạo thành lối mòn lên xuống đường cao tốc.